Thanh tra chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận thông tin tài liệu để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với 8 dự án. Thanh tra chính phủ đã công bố công khai kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh sang kinh doanh đất xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa trong đó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật đối với các dự án, đối với dự án nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ tại số 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Thanh tra Chính phủ kết luận việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tiền sử dụng đất thấp hơn 57,595 tỷ đồng so với giá trị quyền sử dụng đất đã được Bộ Công Thương phê duyệt trong giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam, nguy cơ làm giảm giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Việc người dân lấn chiếm khu đất đã kéo dài nhiều năm, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất. Đến nay, chưa được Tổng công ty Thép Việt Nam, công ty cổ phần, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan liên quan xử lý theo quy định của pháp luật, nguy cơ thất thoát quyền sử dụng đất đối với dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại đường Pháp Vân phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội theo thanh tra chính phủ tổng công ty xây dựng nông nghiệp việt nam công ty cổ phần góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phương đông bằng giá trị sử dụng và thương mại của quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm là không đúng quy định dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi đất, giao đất và cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phương Đông chuyển mục đích sử dụng đất 14.346,6 m2 đất để thực hiện dự án không đúng với phương án sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại phương án cổ phần hóa. Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam và không đúng điểm mờ khoản 2 điều 2 Nghị định số 82 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Phương Đông đã sử dụng 312 căn hộ cho thuê ngắn hạn, bán theo hình thức sở hữu lâu dài là không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng chủ trương đầu tư dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đối với dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 275 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, 23.379 m2, thanh tra chính phủ cho biết từ việc góp vốn không đúng quy định, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi 23.380 m2 đất cơ sở sản xuất, của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1 giao cho công ty cổ phần thương mại Hưng Việt theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở không thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 58 luật đất đai 2003. Công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1 chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần tại công ty cổ phần thương mại Hưng Việt theo mệnh giá không đấu giá không thẩm định giá cổ phần vi phạm quy định tại khoản 4 điều 16 nghị định số 09 ngày 5 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ. Đối với hai dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án tòa nhà văn phòng thương mại và nhà ở tại số 244 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và dự án khu nhà ở thấp tầng tại số 5 đường 22 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức Thanh tra chính phủ xác định việc phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký văn bản chấp thuận cho công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ chuyển mục đích sử dụng khu đất tại quận hiện nay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều 125 Luật Đất đai năm 2003 khoản 1 điều 134, nghị định số 181 2004 và không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 điều 37 luật đất đai năm 2003 dẫn đến việc phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất vi phạm quy định tại khoản 4 điều 4 nghị định số 198 2004. Đối với dự án nhà ở, trung cư thương mại đường sắt Dĩ An trên diện tích 96.000 m2 đất tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, theo thanh tra chính phủ, việc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An bán 5 nền đất thuộc dự án nhà ở trung cư thương mại đường sắt Dĩ An trái với quy định chi tiết 1 trên 500 đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Dĩ An phê duyệt là đất công cộng với chức năng xây dựng nhà trẻ vi phạm khoản 1 điều 12 luật Kinh doanh bất động sản 2014 khoản 2 điều 10 luật xây dựng số 16-2003-QH11 có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Việc các sở ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ 3 năm thành 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm 14,734 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt trên diện tích 64.050 m2 đất tại phường Dĩ An thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương Thanh tra Chính phủ cho biết, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An sử dụng 64.050 m2 đất để thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt không đấu giá quyền sử dụng đất vi phạm khoản 2 điều 118 Luật Đất đai 2013 có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 từ tháng 12 năm 2016 đến nay chưa xác định nghĩa vụ tài chính để thu ngân sách trong việc giao 64.050 m2 đất, vi phạm khoản 1 điều 109 khoản 3 điều 108 Luật Đất đai 2013, nguy cơ thất thu ngân sách với số tiền là rất lớn, theo tính toán của đơn vị tư vấn, tiền sử dụng đất khoảng 220,466 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện huy động vốn nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt rộng trên diện tích 47.822,8 m2 đất tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thanh tra chính phủ nêu rõ công ty trách nhiệm hoạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất, chưa được phê duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng quy định về huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại ngày 19 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 2384 thu hồi quyết định số 509 ngày 1 tháng 3 năm 2018 về việc cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công ty trách nhiệm hoạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được phép thực hiện dự án, nhưng vốn huy động từ năm 2018 chưa hoàn trả khách hàng với số tiền là rất lớn, còn nợ khoảng 191,7 tỷ đồng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tiền huy động vốn của khách hàng không thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng luật kế toán, có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.